đẹp chưa? Đấy, làm đặt trông này, trông đặt trông khoái này. Ta đi mày. Tụi đúng với anh. Mày tê ra mà. Ê, mọi người làm đặt, các bạn làm đặt trong trong khoai lang này. Ok, hello chào các bạn. Tụi đúng phải là chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Đấm Mô Lưu Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Thì hôm nay là anh em mình vừa ở bên nông trại ở phía bản bên kia các bạn, hai bản bên kia các bạn. Thì bây giờ là tính là đi xuống về nông trại của bản Linh Văn Tuê cách đây các bạn. Đi qua thấy mọi người đấy, thấy mọi người là đang làm đất các bạn, đang làm đất và trồng khoai lang. Thì anh em cùng quay luôn cho mọi người được biết đây, đây bản Linh Văn Tuê đã thu hoạch, đã làm đất, cũng như là anh em mình cũng đã nói với bác số 3 đấy các bạn. Nói mọi người là làm đất đấy các bạn, làm đất để trồng thêm mùa vụ khoai các bạn. Thì bây giờ là mọi người cũng đã làm, nên anh em mình đi qua là thấy mọi người đang làm, thì anh em mình cũng nốt quay luôn, quay một tập luôn. Dạ. Tụi đủ bơi anh Mai. Tụi đủ bơi. Dạ. Dạ. A Ki. Mai gì? Hả? Ê, nó mua tù bị, nó mua tù, nó dùng tù mình tù. Hả? Mọi người trông vừa vừa các bạn ấy. Đấy. A Ki Ta Bầu. Nhi. Dạ, A Ki Ta Bầu. Đa Ra Mà Đồ Mìu. Đa Ra Mà Đồ Mìu. Đa Ra Mà Đồ Mìu. Nó Đa Ra Mà Ghi. Lê Văn Tà. Đa Ra Mà Đồ Mìu. Tụi đủ tờ là ba. Si. Hả? Là ba lanh chim à, lanh ba chú. Dạ. Này. Dạ. Các bạn, mọi người là trồng hết khoai các bạn. Này, cũng nha. Này, làm đất trồng khoai lên, luộc trồng khoai đấy các bạn. Như vậy là tầm cả 3 tháng rồi bạn, 3 tháng nó sẽ có một mùa khoai đấy. Đấy giống như các bạn, giống như ở dưới nông trại có, thì anh em mình cũng đã nói với mọi người rồi. Này, mọi người cứ làm đất đi. Con giống cứ xuống dưới nông trại mà bật đấy các bạn. Bật về mà trồng. Trồng là sau này là hết ngô là sẽ có khoai các bạn, nó đỡ đói. Anh sẽ bớt đói đi, giảm đói đi các bạn. Này. A Ki kì. Sâm mà sâm ba là. À. Đây bởi tên A Ki. Tên bi kè nụ, bi kè nụ. Như kiểu cây kế đấy các bạn, cây kế Việt Nam mình. Mắt sâm ba là. Mắt sâm ba là. Mắt sâm ba là. Tụ đủ tờ là ba, vai lai chim mà. Anh em mình sẽ đi thăm một vòng luôn các bạn. Này, đi quay một vòng luôn. À, tôi đủ tờ là ba đi. Em vai này. Vì gì ta ấy? Em vai gì vì gì ta? Anh em mình vừa mới ở bên bản bên kia xong, cũng vừa nấu ăn cho mọi người món khoai xẻo xong đây các bạn. Thì bây giờ là đi sang bên này thì thấy mọi người làm đây luôn, thì anh em cũng nói là sẽ quay cho mọi người được biết đấy. Này, mua tủ bù đi tủ này mà theo. Mua tủ bù đi tủ. Này, ở kia nấu xe gỗ, mi liu nấu xe gỗ. Đây, mọi người lao các bạn. Anh em mình sẽ đi xem chỗ nào mà ngố khố đó các bạn. Ngố khố là sẽ nói là mọi người cứ tiếp tục các bạn, tiếp tục làm đất. Con ta đi. Tụi bay. Bay on đi. Hả? Mama on đi. Bay tới là ba. Bay bụt tới là ba. À, đang làm ngoài kia, mẹ đang làm ngoài kia. Đây, ngố đây. Ngố đây chứ khố các bạn, nên mọi người chứ thú. Đây, ngố của mọi người đây các bạn. Là bên kia này. Đấy, là vườn ngô của mọi người đấy, nó chưa khô. Nó xê gô, Aki xê gô này. Aki ra xê gô. Đây cái ngô đây, nhưng mà những cái này là mọi người không chặt đâu. Những cái này là những cái kế của mọi người đấy các bạn. Mọi người không chặt, sẽ để lại. Còn ngô đây đã khô rồi các bạn, này, khô rong luôn. Còn đây là chắc chắn là mọi người sẽ chặt đấy mà. Chưa chặt đấy. Đây, mọi người đã làm hết đấy các bạn, đây, đẹp. Đẹp đấy anh nhỉ. Mấy tủ bông. Để bảo tanh mít tù bà ta ta. Cô mẹ mít tù. Nâu mít tù phô mẹ. Đây là nhà của bác trưởng bản. Trưởng bản đấy các bạn. Nhà bác số 3 đấy. Đây, ngô cũng đã khấu hệ rồi. Toàn bộ ngô đây cũng đã khấu hệ đấy các bạn. Dặn nên mình sẽ nói với bác luôn. Thu hoạch để làm đặt đấy các bạn. Để trong khoái. Đây ngô mọi người đi. A Ki. Phết xa A Ki mà theo. Hả? Phết xa A Ki. Ồ. Depois, não, depois vamos você falar com a mamá, com a soba, hã? Aqui, oi, tudo, ano. Sim. Baulu já falar com soba longoli. Sim. Você já sabe? Uh-huh. Aqui. Sim. Ah, tira. Tira aqui. Sim. Mete filme. Ah, hã? Com filme. Mete aqui. Cozinha. Guarda dentro da lareira, tem fumo. Tem fumo, já. Vem, não, mas tem uma lata, você não vai bacana. Bác số 3 là
sẽ là lấy ngô ra như là mọi người đây các bạn, mọi người là không biết đâu. Tới bản này là lần đầu tiên anh em mình cũng là đến đấy rồi còn. Thế là như hôm nay là cũng lần đầu tiên là mọi người thu hoạch ngô đó bạn. Thì mọi người là chất động đấy, chất động như thế này các bạn. Này. Mọi người cứ chất động như thế này cho mọi người không nhiệt, không nhổ ra giống như kiểu mà ở bản lon cô ly được đấy đấy các bạn. Này, thế là không bẻ đá như mình đâu, không bẻ đá như mình mà là téo đá như này đâu. Mọi người cứ để đấy các bạn, cứ để cả thanh động đấy. Nó cứ là cứ lấy đá dân này các bạn. Thì lần nữa mình sẽ bà nói với má téo này, má téo này, để bơi phan la cũng số 3 này, sẽ nói với má téo là nói với bác số 3 đấy các bạn. À, sẽ làm theo cách của anh em mình để bảo quản ngố đấy các bạn, để dự trữ ngố đấy. Đây là cũng đã khô hết rồi, đây ngố đây cũng đã khô hết rồi các bạn. Một ta đi tụi đúng anh dạ. Đây này, đây cái kiểu đoạn này này các bạn, cái kiểu đoạn này đây. Một ta đi bay. Dạ, tôi đúng anh. Đây mọi người cắt dây đi bạn, cắt dây khoái đây. Đây mọi người trước đây cũng trọt trong được mấy luống này các bạn. Giờ bây giờ là cắt ở đây nhấn giọng đã. À, có ta ghi. Mấy tên là chim à. Dạ. Đây mọi người là cắt dây giọng ở đây các bạn. À ghi Agabo ní. Agabo. Vai kì, phai dân đà. À, bút khả, à, bút khả ní. Mà tèo, phát lại cùng sô bà. Ô bà, o boss disse o melhor não pode ficar assim aqui não. Assim vai estragar. Ele fazer tipo assim, meter na cozinha, amarrar no fio, o fumo bate aí, fica semente, não estraga milho. Sim, com depois pai. Outro ano, com pai, fala com o sol, primeiro sol. Sim, já meter com o sol aí, tá bom? Sim, meter na cozinha, pendurar. Tá bom, assim. Meter com o sol aí. Sim, senão ele vai estragar com a chuva. Vai, aqui. Vai meter fio, né? Vai no fio. Tá lá para fio, hã? Sim. Meter com sole? Sim. Sole. Aqui sole, não tem? Sim. Muito chuva. Guardar dentro do caia. Meter com aí, cozinha. Tem fumo. Tem fumo. Conforme fizemos. Já. Sim. Trabalho igual a Matheus fala. Hã? Muito bom. Não meter aqui, hã? Daí, các bạn, cho anh em nha. Thì đây các bạn, anh em đang hướng dẫn cho bác là sẽ là cách gì? Dự trữ đấy bạn, dự trữ ngô. Cũng như là mọi người là như kiểu đấy, cứ bẻ đấy các bạn, cứ nhổ cả cây lên là sẽ là cứ để thanh động này là mọi người để giá dân ăn dân ăn dân ấy. Này có số nào đẹp thì mọi người là sẽ để làm giống ngô rất khô rõ luôn các bạn này. Mút thủ xe go, mút thủ xe go, bắt mút thủ xe go ngô là khô rồi các bạn. Dạ tôi đủ tờ là ba lạnh lạnh bay chu tờ là ba. Dạ 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 dạ. Đây các bạn là tiền thể các bạn, tiền thể luôn là cũng là đi thăm mọi người làm cũng như là hướng dẫn cho mọi người là cách bảo quản ngô đấy các bạn. Đây. Tân nhật kế. Đây. Bản lính món tuê nhé các bạn. Mọi người cũng đã thu hoạch ngô. Đây mọi người cũng đã làm đất thể đấy các bạn, đã làm đất thể đây. Để trong khoái đấy. À, bài vai gì? Bảy, tôi đúng anh. Đây, sẽ mình sẽ cùng sẽ nói máy đeo hướng dẫn cho cái bà chủ nhà này luôn đây các bạn. Đây, luộng trông rất cao luôn. Mũi tù bầu. Này, mọi người cứ như thế này đây các bạn này. Như thế này đấy. Cái thời dừng ngay là cái sẽ lấy ra dân. Cái tiết ra để về đi đó. À, cái tiết, bà là mà theo. Bà là tiết ra tù đủ, ní. Bà là cũng phải tiết ra tù đủ. À, kì. Dạ. Matteo phát lại cũng phải, mình sẽ nghe Matteo nói các bạn. Tại vì là tiếng mình nói chưa được nhiều đấy, nên mọi người sẽ không hiểu đâu. Này. Aki phải, Aki, Aki tay xin gù, súng na đủ xin gù, đôi na đủ đệt. Aki, Amara, Mete, tiền là đôi. Này mọi người là cái cách trừ trừ của mọi người là kiểu này đấy các bạn. Nhà thì nhỏ đấy các bạn. Nếu mà để thu hoạch mà cứ để đóng nhà cả thì là sẽ không đủ được đấy. Mọi người không phải phát triển ở đấy được không đâu. Bởi là ra ngoài đông ngoài vườn của mọi người là đã có rất nhiều rồi các bạn. Không phải là phát triển ở chắc ở xung quanh nhà đấy đâu. Đấy là anh em mình tiền thể là đi xung quanh nhà đấy là sẽ quay cho mọi người biết là mọi người phát triển như thế nào thôi. Aki. Aki xin gù. Aki xin gù. Aki. Amara. Amara bình. Amara. Mới tay công phu mù. Cô nhìn nha. Anh nấu tanh bì xù
Nó vai tới là gà. Nó vai tới là gà. Mình nghĩ là bò kiểu này là nó sẽ không bị thổi các bạn. Mà tao nói với mọi người là không bị thổi cũng như là sẽ không bị mọt đấy. Này, ta bầu đi. Pha dẻ bình. Tôi đủ pha dẻ bình. Đây. Dạ, bài vi gì ta? Em sẽ đi thăm một vòng bạn. Đây, mọi người cũng đã làm. Đây là những cái kế đấy bạn ạ. Cái kế đấy. Cái kế của mọi người đấy. Aqui já chegou, né, pai? Cava tudo, né? Cava tudo, mete rama, hả? Mọi người là đàn nào khổ là sẽ thú hệt và làm đất. Làm đất để trong khoái này. Tất cả là trong khoái hết con. Giờ nóng trai đấy bạn, giờ nóng trai đã có giống rồi. Anh em mình sẽ nói bác số 3 là huy động mọi người là cố gắng đấy. Cố gắng làm đất để trong khoái đấy. Tại vì là giờ đang có mưa đấy các bạn. Thì mọi người cũng đã làm từ thế này xuống kia. Đẹp đấy nhỉ, đẹp dùng nhỉ. Như vậy là mọi người là tầm cả 3-4 tháng nó sẽ có một mùa khoái đây. Mùa khoái đẹp luôn đấy. Aqui qua từ đủ mệt ní, trade qua từ đủ mệt, giá tăng bớt tạ min tu, xi men tu, đây, anh mình sẽ đi một vòng các bạn, lát nữa anh mình sẽ đi xuống như kia, cái lạnh bay xuống giá tăng, vô bù tới là ba, này, đây mọi người là thu hoạch hết ngô các bạn, làm đất hết, thì anh em cũng xin nhắc lại đây cũng đã thúc giục bạc số 3 rất nhiều đấy. Là thúc giục mọi người là cố gắng này, cố gắng làm vài tháng là sẽ có này, ăn hết ngô đâu là sẽ có một mùa khoái đấy các bạn, là sẽ không sợ đói đâu, bớt giảm bớt đi được một phần nào nhỉ, đây các bạn giảm bớt đi một phần nào đấy. Anh còn anh đi là bắt ta đi bắt ta đi từ đâu anh đây là em nay là làm ở giờ ai nông trại các bạn, em nay làm giờ nông trại hồi gì nó vay đạt là ba Fica callado, lá vai? Chào các bạn đấy. Chào các bạn. Quên chào các bạn. Tụi đủ ra mà vai nhà bút khả đấy. Mình nói là mọi người cứ lao này các bạn. Rộng thì xin nói lại với mọi người là rộng thì rất nhiều. Ở đáng trai hiện tại giờ là rộng rất nhiều. Lần này anh em mình cũng là xuống quay luôn. Quay giấy khoái cho mọi người biết luôn. Đấy, đến đây là hết nhà đấy các bạn. Đây, chị đấy cũng đang làm này. Đến đây là hết nhà rồi. Đẹp đấy nhỉ. Như này thì ẩm nó luôn. Tầm vài tháng nữa sẽ có một mùa khoái luôn. Ẩm nó luôn. Đây. Đến đây là hết nha nha bạn. Xuống đây là cái dọc đấy. Là hết nha này. Mọi người cũng đang làm đấy. Múi tủ bông vậy. Múi tủ bông. Tây bông đi tủ. Cái mì lưu xe gô ní. Tiết ra tu đủ. Rõ được bạn. Rõ được nóng trai đấy. Khoái gì đâu nóng trai đấy. Dọng gì nóng trai đấy. Dài tột, cái nào cái này mập thù lưu luôn. Dạ, tụ bù. Mũi tụ bông ấy. Tụ đủ tự là ba bình. Để bơ tay mít tụ bơ ta ta. Nói mọi người là cố gắng làm đấy các bạn. Cố gắng làm là sau này là sẽ có ngố khoai. Này, rất nhiều. Mũi tụ bông phải. Đến đấy là hết nhà đấy các bạn. Đến đây xuống như kia ra. Giờ xuống tần như kia. Xuống như kia là một cái dốc này, không có nhà nào đâu các bạn. Anh mình sẽ đi xuống nhìn ông trài đấy. Nhưng mà xuống xem mọi người làm việc như thế nào luôn đây các bạn. Nhập bài. Phá là tôi đủ tờ là ba bênh đi. Eo vai vi ta pha dên đà. Dạ, tập bầu. Tôi đủ tờ là ba bênh. Dạ, phá mê tê bờ ta ta. Dạ. Dạ. Vậy là mọi người cũng đã ý thức được việc làm rồi các bạn. Ý thức được việc làm nhiều rồi. Nhưng mọi năm thì đoạn này mọi người chỉ là để ngố vậy thôi các bạn. Để ngố cho cái khố vậy thôi. Ôi tôi đủ ăn nù ní. Tôi đủ cho mê tê xe kì. Bao mì liu ní. Nâu tia ra nâu mê tê ra mà ní. Ra mùi từ tênh xeo mùi tù xô lên. Nâu mê tê mai xuống vết ní. Tư trưởng như các bạn. Thì mọi người là trong ngố xong cái để cho khố đứt cấy vậy thôi các bạn. Chứ không thu hoạch làm đất đâu. Thì hôm nay là cũng là thực thúc giục đấy, thúc giục được mọi người cũng như là mọi người cũng đã ý thức được, nhận thức được là làm nhiều mà làm nhiều là sẽ có nhiều đấy. Như ở đáng trai đấy các bạn, nó trông khoái mọi người cũng rất thích. Nên mọi người giờ là làm này, làm đất để trồng thêm một mùa vụ nữa các bạn. Mua tụ bông mày. Tao là ba min tụ hả? Dạ. Tụ đủ tao là ba ní. Vai vì gì ta phai yên đã. Đẹp đấy. Mua tụ bông mà theo. Nơi bản lính bán tê các bạn. Tôi đủ tờ là bà đi qua đi. La tờ là bà. Tần vịt bên kia mà. Này, tần thắm bên kia luôn, mọi người cùng làm như vậy. Cùng vai phải nhận đại con tà ra mà. Thì sao vậy? Này.
Còn những cái chỗ đấy là chưa mọi người chưa làm được là tại vì ngồi cũng rất khó đó bạn. Mọi người ơi, đời khổ thêm một ít nữa mọi người sẽ cũng làm dần nữa bạn. Thì mọi người sẽ không làm được một lần nhiều đâu. Này, mọi người cứ làm dần thôi. Một ngày chỉ làm được một ít được bạn. Là sẽ là xuống lấy dọn giấy về là đặt đấy các bạn. Này, nhưng mà sẽ là kịp được một mùa nữa đấy. Sẽ là tại vì là hiện tại nó đang có mưa. Su và Agbo quan tù mệt. Falta quan tù mệt. Falta 2 meses y medio. 2 meses y medio. Là 2 tháng rưỡi nữa các bạn. Đôi mới 2 tháng rưỡi nữa. Đang còn 2 tháng rưỡi nữa là khoái là sẽ kịp đấy. Cái đó là khoái cũng bẹn rồi, cũng là đến cái khô là khoái cũng có củ rồi các bạn. Toàn bộ là giấy giọng này nha mọi người, nói mọi người các bạn, mọi người là xuống đây, xuống cái trang trại đấy là lấy giấy giọng các bạn. Tại vì đây hiện tại đấy giấy giọng là có rất nhiều các bạn đấy. Mình cũng đã nói mọi người là những cái giấy nào mà bo dễ thấp được bạn, bo dễ thấp là cắt đi. Đâu, chứ là cả một trang trại là giấy khoái, giấy rộng luôn. Nên là anh em mình cũng đã nói rồi, đây cũng là muốn nói nhắc lại là anh em mình cũng là muốn thúc giục mọi người đấy bạn, thúc giục mọi người để làm được thêm mua khoái được bạn. Thì mình lại đến mua nặng đây. Mong mọi người làm kịp được thì là tốt biết bao. Đấy, thì mọi người đang làm việc gì kia, đi xuống gì kia hỏi thăm mọi người vậy. Tụi bay. Hồi gì có ăn tù bay số? Ôi tù, phao tà đôi. À, một anh thì ở đến ở nhà hai anh, một anh thì đang ở nhà, các bạn đang ở nhà làm hồi này làm khoái, anh mình đã quay rồi đấy. À, cái vai cái già mới tê ra mà ní. Đây, khoái rất đẹp, đây mọi người cũng làm việc bạn. Cải, à kì, tụi đủ giá ca và giá ca và cô vì tê ra tại đây luôn. Mình cũng nói mọi người các bạn, tại vì trời mưa nhiều quá thì mình cũng nói mọi người là sới các bạn, sới cái đất lên cho cải nó sộp đấy, cho nó sộp cái rễ của cải đấy. À, cái tênh bờ ta tà đâu tênh? Hả? Tênh? Dạ tênh bờ ta tà. Anh thế nào? On đi. Em các bạn đâu tênh? Hả? À đây củ đây các bạn, củ đây. Đây, củ đây. Ôi vô tù. Đây. Đinh. Ý. Đây. Tôi trống như này. Đinh vô tù phun nữa kì. Đây có củ đấy các bạn, đâu có củ đấy, có củ nhỏ, củ to đấy. Đây, 2-3 củ luôn, đây. Đấy. Đây có củ rồi, tênh bây giờ ta là ta. Đấy. Thế là kịp mô khóa này đấy các bạn. Các bạn, nó tênh hai. Hả? Thì thử mấy hậu kém cọ các bạn. Củ nhiều luôn, phải đỏ củ nhiều luôn này. Đây. Đây, cô này có củ, bắt đầu có củ rồi các bạn đây. Bắt đầu ra củ to rồi đấy, ăn được rồi. Đấy, dập mũi tụ bầy, hả? Không tạp à? À gì, đôi, mày tại đôi mệt ní. Mày được khái thẳng mà đéo này. Đôi mệt, mày được khái, này. Khoái mày đâu được khái thẳng các bạn, khái thẳng mày đã có củ rồi. Này. Tầm ở 3 tháng này. 2 tháng rưỡi rồi, 2 tháng rưỡi nó hết mưa. Thì bây giờ mọi người trông tầm được ở 3 tháng rồi các bạn, 3 tháng. Thôi có 3 tháng rưỡi, 4 tháng là sẽ có khoái rồi. Cả anh em mình trong chúng cái dịp mưa nhiều quá các bạn, mưa nhiều quá nên là cũng hơi căng đấy. Đấy không? Nên giờ chủ là lần này trong cũng dụng cái lần ở bên phía bên đất trại bên kia các bạn. Nhưng mà cũng phấn bón đầy đủ mà cái giọng dứa nó bị lún các bạn, nó không có chạy. Anh cải thì bật mà anh em mình mới bảo mọi người là đào các bạn, đào để sợi lên. Cũng như là bỏ phấn lấn cho nó thôi. Thì ok nha bạn. Thì đến đâu video anh mình cũng đã nói ra hôm nay đấy. Thì vào bên bản, hai bản bên kia thì cũng là ghé thắm nông trại này một chút. Thì cũng đã thấy mọi người làm khoái đấy. Nên anh mình quay video, cũng là quay lên cho các bạn được biết đấy. Thì bây giờ là anh em mình còn phải về ngoài thị trấn nữa. Video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy cho anh em mình xem một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đồng Bộ Lưu Vlog Cuộc Sống Người Châu Phi, để anh em mình có thêm nhiều động lực là nhiều video hay, cũng như giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn.